There's dirt on my hands. Hello YouTube, Boss Rino, welcome to my channel. Sa ito, gustong-gusto nyo kasi nagta-translate ako eh dito, ta-translate ulit natin. The Cold TV, ang Vietnamese channel. Ito, mukhang maganda to, bagong-bago to eh, bagong-bagong upload nila. So ito, pero bukas ko to i-upload syempre. So sa mga nag-request ito, ito para sa inyo to, shoutout tayo mamaya. So tirahin natin itong Vietnamese na to, bago pa tirahin na iba. Số 1, hình bóng phản chiếu ma quái. Một kênh YouTube kỳ liệu đã vô tình quay được một cảnh tượng vô cùng bí ẩn. Theo như người chủ kênh này có chia sẻ, ngày hôm đó anh ta có nhận. Ito daw ay YouTube channel ng Cairo Patrick. Alam niyo Cairo Patrick yung pinapatulog-tulog yung likod, yung leeg. Chữa trị cho một cô gái người Indonesia. Họ đã nói về quá trình và bắt đầu tiến hành. Mọi chuyện tưởng như rất bình thường cho tới khi hình bóng phản chiếu của cô gái kia ở dưới sàn nhà trông rất lạ. Nhiều người xem cảm thấy có sự bất thường trong đoạn video này. Họ đã nói anh ta về sự việc trên. So, itong babae daw ay medyo may problema sa likod. Medyo masakit daw ang likod dito. At saka, kaya siya nagpunta dito sa kalbo. Ang kalbo na naman. Na taga masahe. At tapos yung isang kasama nila ay kaibigan ng babae. Và khi anh ta kiểm tra lại đoạn video ngày hôm đó, thì anh ta đã không tin những gì mình nhìn thấy. Và đây là đoạn video mà anh ta đã chia sẻ. Mời các bạn cùng theo dõi. What? Okay. Uy, ano yan? Gua punya feeling. Kala ko sasampahan mo eh, sira ulo ka. Ini bunyinya bakal renyah banget, guys. Lemas, relax, napas yang dalam. Buang. Ambil. Sarap niyan. Oh, oh, oy! Putang ina, hindi gumalaw yung anino. Di anino, reflection, gago. Matakot ako ha, sasabihin ko pa sana yung ano eh. Yung tunog ng likod eh, gago. Sarap. Yun oh. Nakita niyo yun? Tignan nito ha, tignan nito ha. Eto, hindi gumalaw yung mukha ng babae. Pero yung kamay ng lalaki, kita nyo, sabay lang sila gumalaw. Oh, di ba? Ay putya. Kasi kung pinris talaga, diba? Inyo dito, pinris yung babae. Dapat yung kamay ng lalaki, pinris din yan. Hindi eh. Iisa lang yung kamay ng lalaki, isa lang yung galaw. Pero yung sa babae, nag-stop. Tang ina, nakakatakot to. Oy, natawa daw siya. Medyo meron daw tingle-tingle sa likod niya. Ano ba tawag doon? Basta siya tayo English eh. Parang, parang ano ba tawag doon? Kiliti-kiliti. Basta yun na yun. Bạn có thể thấy, khi anh ta đang chữa trị phần lưng cho cô gái này, bạn có thể thấy rõ hình phản chiếu. Oh! Tinan nyo, pati yung reflection, tinan nyo to ha. Yung reflection itong paa na to, parehas lang dito, pero siya hindi siya nagalaw. Oh, ito kamay, kamay, yung paa. Oh, kita nyo, pero ito hindi nagalaw. Oh, natakot ako. Nhiều người cho rằng đây có thể là một số lỗi do camera gây nên, nhưng một số khác lại cho rằng đây rất có thể. Yung hindi doon napansin ng mga tao dyan, siyempre hindi mo naman mapansin yan pagka-actual eh, no? So, nin-review yung video, tsaka napansin. Liên quan đến một thế giới tâm linh nào đó, và có thể cô gái trên không phải là người. O, nung nakita daw nila yan, yung nakita nila daw sa video yan, napatumbling daw sila. Theo bạn, những hiện tượng bí ẩn đã xuất hiện bên trong video là do đâu? Mong bạn hãy nêu lên ý kiến của mình ở phần bình luận nhé. Xin cảm ơn. Shit, nakakatakot to. Hinabahan ako dun. Video được một cô gái quay lại bên trong chính phòng ngủ của mình. Theo như cô ấy kể lại, cô có ở chung với một người chị. Vào một ôi gà, cô ấy đột nhiên tỉnh giấc bởi một số tiếng động ở trong phòng. Nhưng khi tỉnh dậy, cô đã thật sự hoảng hốt khi nhìn thấy cảnh tượng sau. Yến ơi, chị làm gì đây? Yến. Sabi ba, oy, anong ginagawa mo dyan, sabi. Cô gái này kể lại, người chị ở chung phòng kia thường xuyên bị mộng du. Theo như cô ấy chia sẻ, lúc vừa nhìn thấy cô gái kia ở trên tủ, với mái tóc xõa dài đang liên tục tác động vào chiếc tủ, cô
cô ấy có gọi nhưng không thấy người chị kia trả lời. Tuy rất sợ hãi, cô vẫn lấy điện thoại ra quay lại cảnh tượng đáng sợ trên. Hindi yung babae nagsasalita, hindi daw pinapansin itong atong nakaitim na to. Kahit ano daw sabihin niya, tuloy-tuloy lang daw ng ginagawa. Theo bạn, những biểu hiện của cô gái kia có phải là do mộng du gây nên hay không? Hay cô ta đang bị một thế lực nào đó điều khiển? Bạn nghĩ sao về hai giả thuyết trên? Hãy nêu lên ý kiến của mình ở phần bình luận. Parang ito daw multo na to, parang masahista dati. Itong ginagawa niya dito, dahil daw nagmumulto to na masahista dati, is parang minamasahin niya tong table. Yeah. Tinan nyo. Xin cảm ơn. Gago, lalapitan. Yeah, ayan, oh, ayan. Ayan, minamasahe. Yan. Yeah. Tangina. Ano to? Takot to. Masahista yun eh. Oh. Tapos yung table, ewan ko kung table o aparador yun, minamasahe niya. Akala daw nung multo, tao yun. Số 3. Hùng lìa khỏi xác. Một đoạn viết. Puta, nakakatakot yun sa pader. Video được một người giấu tên chia sẻ trên mạng xã hội. Như những diễn biến bên trong đoạn video bạn có thể thấy, một người đàn ông đang ngủ, nhưng sau đó một lúc, một cảnh tượng thật sự bí ẩn đã xảy ra với người đàn ông này. Ano mangyari? Shit, bumangon yung kaluluwa. Ba't ganyan kaluluwa mo itim? Patay. Wala ka ng kaluluwa. Umalis na. Bạn có thể thấy, một bóng đen bí ẩn đã xuất hiện và bay từ trong người đàn ông kia. Umalis na yung, ano, umalis na yung kaluluwa. Thì giống như đã gục xuống. Giống như linh hồn của anh ta đã xuất ra. Ito daw kasi natutulog daw to, hindi na daw gumising. Oo, kasi nga umalis na yung kaluluwa. Hỏi cơ thể vậy, một số ý kiến cho rằng đây rất có thể là hiện tượng bóng đè, nhưng một số khác lại cho rằng linh hồn của anh ta đã rời khỏi thể xác. Còn bạn, bạn nghĩ sao về trường hợp trên? Hãy nêu lên cảm nghĩ của bạn ở bên dưới. Yun, oo. Nakalimutan daw gumising. Số 4. Bóng trắng xuất hiện vào nửa đêm. Một đoạn video bí ẩn được quay lại bằng một chiếc camera giám sát ở Việt Nam. Theo như người chia sẻ đoạn video. Okay, sa Vietnam đâu to, ito đâu ay Photoshop. Video này cho biết. Trong lúc đang kiểm tra lại các đoạn video ghi hình ở trước sân nhà của mình, anh ta đã vô cùng thắc mắc về hình dáng bí ẩn của một thứ gì đó, không chắc chắn đó là gì. Anh ta đã chia sẻ đoạn video lên mạng để hỏi mọi người, và đây là đoạn video mà anh ta đã chia sẻ. Mời các bạn cùng theo dõi. Orb lang daw to eh. Oo, oh, orb lang. Orb lang daw. Ayun oh, ito pa isa. Nakita nyo, lumipad. Tangina na, parang ano ah. Yun oh. Parang sperm lang ah. Bạn có thể thấy, có hai đốm trắng đã xuất hiện ở trước sân nhà. Sau đó một lúc, một làn khói có hình dáng rất lạ đã bay vào và lại no? Biến mất no? Parang lumilipad na ano, parang dragon. Một số người xem cho biết rằng đây rất có thể là một hồn ma nào đó. Một số khác lại cho rằng đây có thể chỉ là do một số lỗi do camera gây nên. Còn bạn, bạn nghĩ gì khi xem xong đoạn video trên? Làn khói trắng đã xuất hiện là gì? Mong bạn hãy nêu lên ý kiến của mình ở phần bình luận nhé. Xin cảm ơn. Ang dami mo sinasabi, eh, ito lang naman yan eh. Orb lang eh.
Ito na atake to. No? Nakatakot na. Visit. Shoutout na nga lang tayo. Natakot ako dito. Ayun, shoutout! Kay Nakama. Sarap panoorin ng mga reaction vid mo. Shoutout loads next video. Ayan. Ranti Makilan from Publicion Montalupa. Tapos, shoutout kay George TV. Shoutout kay Mark Beneventura. At shoutout kay Ben Magayon ng Santa Rosa, Laguna. Shoutout kay hirap ng pangalan nito. Ay, di, sinabi pala kasi WDWW. Shoutout kay Maylin Maalaala ng Maylin Maalaala. Ang gaganda po ng video nyo. Nabubulol ako. So, shoutout din kay Rainiel Aying ng Bohol, Tagbilaran. Shoutout din kay Mary Joy Dompor ng Cotabato. Shoutout din kay Ron Cedric Miguel. Pa-shoutout naman, Boss Dino. Buti pa multo, totoo sa kahit ano, pangako nga. Pangako ngayon, wala 10K. O, asa yung 10K ba kasi? Shoutout kay Juno Maria. At shoutout kay Weng. Shoutout din kay... Yun. Yun lang. So yun, maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli. There's dirt on my hands.